Hôm nay mình sẽ dạy các bạn lắp chân gương lên gương đèn led. Chân gương thì gồm có hai bộ phận, thứ nhất là một hình thang, đây là chân gương đỡ gương đấy. Thứ hai là thanh nối là hình chữ nhật. Và thứ ba là ốc vít để nối này, ốc vít này là ốc vít đen 3 phân. Đầu tiên các bạn xác định một cái chiều là chiều nghiêng nhất nhé các bạn nhé, nghiêng hơn này, hình thang này có một chiều hơi nghiêng, một chiều nghiêng hơn, thì chúng ta dùng cái chiều nghiêng hơn này, các bạn đặt nối vào cái này. Nối vào cái thanh nối này. Đấy, vào cái nối này. Đây. Các bạn thấy không? Đây. Các bạn để đúng vị trí như này nhá. Đấy. Để như này là sai này. Đấy. Để như này đúng này. Các bạn phải đặt làm sao này? Sao cho cái mặt này mặt phẳng này, thì mặt này thì nó áp vào gương đấy. Phẳng nhá, hai này mặt là hẳn nhau. Đấy. Mặt phẳng nhau. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đây là tạo hình một vật phẳng này. Đây là hình một vật phẳng. Và đây là vuông góc với nhau. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái vít 3 phân này, chúng ta sẽ bắn từ cái chân đỡ sang cái thanh nối như này. Các bạn có thể bắn cách 10 phân 1 hoặc 20 phân 1 có một cái vít, hoặc 15 phân 1 có một cái vít như này, bắn để nối với nhau. Sau khi nối được cái chân gương với thanh nối xong, các bạn chú ý nhé, đúng như thế này nhé, nối như này. Và sau đây là mặt phẳng, không bị hở hết gì nhá, không bị lồi lõm gì đâu, mặt phẳng như thế này đây. Chân gương tiếp xúc với cả cái thanh ngang này, như này, đúng theo hình này các bạn nhé. Đấy. Sau khi đã nối được chân gương và thanh nối xong, thì các bạn di chuyển. Đấy, các bạn di chuyển sang này. Các bạn di chuyển sang này. Đấy. Thì các bạn chú ý ở trên cái mặt sau gương này, nó sẽ có những cái thanh ngang ở trong này, thanh gỗ ấy, thanh gỗ sẽ liền. Thì cách xác định những thanh gỗ đấy như nào, các bạn ấn vào đây. Đấy, ấn đây thấy nó không lộ, nó không có độ lõm, nó có độ ra đỡ đây, nó không lún sâu nữa đây, cạch. Thì chứng tỏ cái điểm đấy chúng ta bắn vít vào được, thì đây là một điểm này. Đấy. Chúng ta sẽ dùng con vít 3 phân bắn từ đây vào nối, để nối cái thanh nối này nó dính vào cái mặt sau của gương. Đấy, dính vào gương. Dưới đây có một cái này. Đấy. Bạn bắn vít đây. Dưới cùng cũng chắc chắn một cái rồi, các bạn bắn vít đây. Đây. Đây là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. 4 điểm này sẽ có tác dụng bắn vít sau này sẽ nối được cái chân gương, cái gương. Sau đó như vậy là chúng ta sau khi chúng ta nối được rồi nhá, thì các bạn cứ dựng thẳng gương xuống. Đấy. Nó sẽ như đây. Đấy. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong việc bắn chân giá đỡ cho gương. Cảm ơn các bạn.